ta ngủ luôn à. Em có Facebook của chị chưa? Em chị gì đó, anh đưa em cái gì này. Dương Huy. Dịch Covid em không làm việc thì em phải đóng cửa chứ anh. Có không? Còn em vẫn là bé hôm bữa thì lo nặng lắm à bạn à bạn. Ủa này lâu lắm á. Em nói ly nặng gì cứ chọn lên đây đi rồi.